Chào các bác nhé. Hôm nay thì em bán loa cho các bác, nhưng mà bán có một chiếc thôi các bác nhé. Một chiếc loa B3 QS1000 đỉnh đám đây. Em này thì bản chất nó là một cái cặp loa hát karaoke. Đấy. Dòng này thì nó là hàng của Đức, sản xuất tại Trung Quốc, tức là hàng xuất Đức. B3 xịn anh em nhé, QS1000 khủng long. Đây gọi là loa trứng, anh em nhìn nhé, căng xịn nhé. Đấy, bát đây anh em. Tiếng thì vô cùng hay luôn. Sử dụng bát 25. Anh em nhìn quả bát lòng chảo này, sâu nút. Em này tiếng rất hay. Đấy, một chiếc vẫn còn chơi vẫn tốt, ok. Anh em tùy vào cái nhu cầu thôi, không phải ai cũng có nhu cầu hai. Và nhu cầu một thì nghe nó cũng nhiều mục đích, có thể dùng để hát bình thường hoặc là dùng làm loa center hoặc là bổ trợ cái gì đấy. Có rất là nhiều cách dùng. Một chiếc, một quả này em để cho bác giá 1.900.000 nhá. 1.900.000 quả này. Đấy, hàng xịn. Hàng của nhà máy xịn nha các bác nha. Vỏ vẫn còn trắng đẹp. QS1000, anh em có thể search. Nó là hàng xịn, không phải hàng fake nha anh em nhá. Xịn hàng nhà máy đấy. Đây này, em quay này để anh em nhìn. Đó, 90 decibel nhé. 8 ohm 150W. Trọng lượng 9 cân. QS1000 này thì nếu mà một cặp này ấy, thì anh em chơi phòng hát karaoke, phòng tầm khoảng 30m. Thêm một cục súp là hát rất là hay luôn. Còn nếu mà phòng khoảng tầm trên dưới 20m thì thực sự là một cặp này dư cực kỳ rồi. Tiếng nó rất hay. Rồi em tiếp tục test tiếp cho anh em một quả này nhé. 1.900.000. Thanh lý 1.900.000. Anh em nào nhanh tay thì alo cho em. Dòng này bây giờ cũng hết hàng rồi, tuyệt chủng rồi. Tiếng rất hay. Số điện thoại và Zalo ở đây cho anh em nhé.